Xin chào anh em đang xem và theo dõi kênh của Nguyễn Trung Audio. Hôm nay Nguyễn Trung giới thiệu đến anh em một con đát đến từ Mỹ, con đát South Dream Đát 1. Con này được thiết kế bởi hãng Rail. Và bây giờ mời anh em cùng với Nguyễn Trung xem nội thất bên trong của nó. Đây, bên trong nội thất một cái bo màu xanh rất là đẹp. Và cái bo này đó là cái bo chuẩn của Mỹ. Đây, anh em nhìn cái ngày sản xuất của nó, đó là nó là tháng 2 năm 91. Nhìn sơ qua thì anh em nhìn cái dàn điện trở của nó nè, transistor điện trở IC, không giống như những con giải mã thế hệ sau này. Và con này thì nó có cái đường digital in của nó bao gồm 3 đường. Đường thứ nhất là ở đây, đó là cái đường cáp quang optical. Cái đường thứ hai đó là cái đường coaxial đồng trục. Và đường thứ ba cũng vậy. Và con này được xài cái nguồn 12V nguồn rời ở ngoài, xài bằng adapter, cho nên là hệ thống chống nhiễu của nó là khá tốt. Đây, anh em xem con này được giải mã bởi con chip BCM6718 bit. Đây thì con chip của nó nằm ở đây. Đây anh em nhìn thấy không? BCM67. Và đặc biệt con này, cái tầng up em cuối của nó để xuất âm ra nó là class A. Anh em nhìn bên cái mặt sơ đồ bên đây thì nhà sản xuất người ta có ghi rất là rõ, đó là mặt class A. Rồi, với một cái con giải mã mà với cái giá tương đối là khá là dễ chịu, thì cái giá của nó Nguyễn Trung hiện tại đang bán đó là 8,5 triệu. Và con này anh em có thể nghe nhạc hoặc có thể chơi karaoke. Và nó phụ thuộc vào cái tín hiệu digital của chúng ta, hay dở thì nó phụ thuộc vào cái tín hiệu digital của chúng ta và cái cách chơi của chúng ta. Thì bây giờ mời anh em cùng với Nguyễn Trung nghe thử một bản test. When you hold a losing hand, but he says, come and have a look at how she glittered, and tell me that you're not a gambling man. The closer you get, the faster she runs, the faster she runs, the further you go. She slips through your hands and she flies like an arrow. She speeds away laughing. There's a picture in her pocket, of a memory old and gray. She says there's too many nights until tomorrow. Yeah, and we're so many miles from yesterday. The closer you get, the faster she runs, the faster she runs, the further you go. She slips through your hands and she flies like an arrow. She speeds away laughing. Thank you.
from her beauty traits. But the blind men turn their heads to see. Yay, yay, yay. And a fever burns inside of me. The closer you get, the faster she runs. The faster she runs, the further you go. She slips through your hands and she flies like an arrow. She speeds away laughing. The closer you get, the faster she runs. The faster she runs, the further you go. She slips through your hands and she flies like an arrow. She speeds away laughing. Rồi Nguyễn Trung xin tạm dừng clip test này ở đây. Mời anh em nghe cái clip tiếp theo là Nguyễn Trung sẽ test một bản nhạc Việt. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong cái clip kế tiếp.